Điều này cho thấy cô gái này không tầm thường chút nào. Nói vậy là chúng ta từng tuổi này rồi mà vẫn phải sống với mẹ chồng hay sao? Chỉ sống với ba chồng thôi cũng đủ phát điên rồi, bây giờ đến mẹ chồng. Chị không làm được đâu. Chị tuyệt đối không. Dù phải chết đi nữa thì em cũng không làm được đâu. Ôi trời. Dạ con về rồi. Ôi trời. Ủa? Con về rồi hả? Sao vậy? Ôi trời, đầu của chị như muốn dở ra rồi. Cô ơi, thuốc đau đầu để ở đâu vậy? Tiệc tất niên kết thúc tốt chứ? Dạ. Hình như con không uống rượu hả? Con có một chút giấy tờ phải xem qua mà. Nhưng mà mẹ, tại sao thư ký Cơm lại đi ăn cùng với nhân viên phòng trưng bày vậy? Sao con biết được chuyện này? Vì ăn ở cùng một tiệm thôi. Bác còn nói chuẩn bị sự kiện quyên góp nên đã cử cô ta đến phòng trưng bày để làm việc. Nhưng sao? Con quan tâm hả? Quan tâm gì chứ, tại con thấy kỳ lạ khi cô ấy đi ăn cùng với nhân viên phòng trưng bày thôi. Dù mẹ đã nói nhiều lần, sự giả bộ dối trá của cô ta không đùa được đâu. Tưởng cô ta trẻ con ngây thơ nhưng rõ ràng là người ghê gớm đó. Cô ấy hấp tấp già ngủ ngáo nhưng đâu có giống người xấu đâu mẹ. Ngày cùng gặp phó giám đốc Son, con đã thấy cô ta ương ngạnh với mẹ mà con vẫn có thể nói chuyện như vậy hay sao hả? Con, ở công ty sẽ có rất nhiều lời đồn, con nhớ cẩn thận đừng có để nhân viên bàn tán ra vào đó. Dạ, mẹ ngủ ngon nha. Chồng của cô đã biển thủ công quỹ rồi tự tử, là một nhân viên trợ lý của khu nghỉ dưỡng Gu Song. Là sự thật sao? Hoàn toàn không phải như vậy đâu. Tôi rõ ràng đã đọc tin tức mà. Vợ của một người đã gây ra thiệt hại lớn cho công ty, sao có thể được tuyển vào? Không phải cô đã bắt được điểm yếu gì đó của công ty chứ? Wow. Sao biến người ta thành kẻ ngốc vậy chứ? Càng nghĩ càng không tin được. Có chuyện gì vào giờ này mà em lại gọi anh ra vậy? Có chuyện đó. Hả? Sao? Có chuyện gì hả? Qua cực khổ chỉ cần hạnh phúc thôi. Anh Du Chê, bây giờ chỉ cần tập trung vào thể thao thôi nha. Em nói vậy là sao? Tập đoàn Gu Song sẽ đồng ý tài trợ cho anh. Hả? Để anh được yên tâm luyện tập và có thể sinh hoạt ổn định hơn. Tập đoàn Gu Song sẽ chịu trách nhiệm với anh đó. Em đã đưa đề nghị lên chủ tịch, vài ngày nữa sẽ được phê duyệt thôi. Tuyệt vời chứ. Cảm ơn em vì em đã nghĩ cho anh. Nhưng mà anh từ chối. Sao anh lại từ chối? Những người khác còn lo không kiếm được tài trợ. Anh quen với em không phải là để nhận sự tài trợ này. Đừng để cho người khác phải cười anh. Sao anh lại nghĩ như vậy hả? Vì anh U Chê có khả năng lớn nên công ty mới đồng ý đầu tư vào. Còn anh U Chê chỉ cần cố gắng để quảng bá cho công ty thôi thì đâu có gì cần phải phức tạp đâu. Hay đi à. Không quan trọng anh có thành gôn thủ nổi tiếng hay không, điều quan trọng đó là con đường anh có thể bảo vệ tình yêu với Naheri. Lòng tự tôn lúc này lớn như vậy sao? Vì tương lai của chúng ta, anh không thể từ bỏ lòng tự tôn đó được hả? Nha. Rốt cuộc bây giờ là mấy giờ rồi chứ? Còn số 6 hả? Là U Chê sao? Anh đứng đây làm gì vậy? Phòng số 6 bây giờ vẫn chưa về nhà nữa. Anh đang chờ xem cô ấy mấy giờ mới chịu về đi. Sao vậy? Hả? Tại anh có chuyện muốn nói thôi. Em không cần phải bận tâm đâu, em vào nghỉ đi. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi. Rốt cuộc cô ta đã đi đâu mà đến giờ này còn chưa về vậy chứ? Lại còn không nghe điện thoại nữa. Thoải mái thật đó. Nếu nóng quá thì nói em biết nha. Khi anh còn trẻ thì anh có thể vác cả bao gạo trên lưng luôn đó. Vậy mà bây giờ vác có bình nước thôi đã bị trẹo lưng rồi. Bây giờ anh đúng là đã hết pin thật rồi đó. Thực ra bình nước cũng rất là nặng và nóng mà, cũng đủ để làm đau lưng đó. Anh đã hứa cùng em đốt lửa ngẩn ngơ mà, vậy mà bây giờ phải nhờ em chườm nóng.
anh thấy có lỗi với em quá đi. Nhiều người trẻ làm vậy cũng bị đau lưng nữa đó anh. Anh đừng có tự trách bản thân mình. Ô trời ô. Nếu đau quá em gọi 119 nha. Không đau đến mức phải lên xe cứu thương như vậy đâu mà. Sau khi chườm nóng và nghỉ ngơi qua đêm thì anh sẽ khỏi thôi. Anh không định về nhà hả? Làm sao mà có thể về nhà được đây? Bây giờ anh đâu có lái xe được đâu chứ. Nói như vậy là anh bảo em hôm nay phải ngủ đêm ở ngoài sao? Biết làm sao bây giờ chứ, tình cảnh bây giờ đâu có cách nào. Không được, nếu mẹ phát hiện em qua đêm mẹ sẽ đánh em gãy xương đó. Anh cũng không muốn, không muốn bị mấy con dâu giữ như hổ đó tra hỏi anh nữa đâu. Nhưng hoàn cảnh này chúng ta đâu còn cách nào khác đâu. Dù vậy đi nữa, ngủ đêm ở ngoài cũng hơi... Ôi trời, cái lưng này không phải làm chuyện nặng nhọc gì, nhưng lại làm người ta lo lắng ghê đó. Ô trời ơi, đằng nào cũng vậy rồi. Hay là chúng ta cùng nhau ngắm bầu trời đêm, rồi thủ thả thủ thỉ nói chuyện với nhau đi. Ngày mai trời sáng rồi chúng ta về cũng được mà. Nhưng nếu mẹ biết thì mẹ la em đó. Anh sẽ đứng ra giải thích từ đầu tới cuối cho mẹ của em nghe mà. Em đừng có lo lắng nhiều nha. Ôi trời. Mẹ ơi, phát điên lên mất thôi. Sao anh ta cứ gọi điện cho mình như vậy chứ? Phu nhân lớn, vào phòng bà ngủ đi. Phu nhân nhỏ à? Ba tôi đâu rồi? Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời, ba tôi đâu? Trời, ba tôi đâu rồi? Ôi trời, trời. Ôi trời, chuyện gì vậy nè? Trời, thiệt là đúng là đêm qua bà đã ngủ ở ngoài. Trời ơi, đúng là không bình thường. Ôi trời ơi. Cô ơi, cho tôi một ly cà phê sáng để tôi tỉnh táo lại đi. Còn của tôi là double espresso đậm đặc nha. Dạ. Đến mức ngủ đêm ở ngoài, đúng là ba đã bị cướp mất hồn rồi. Rốt cuộc đó là ai vậy chứ? Rõ ràng đã lập mưu kế để rủ ba chồng ngủ đêm ở ngoài, không phải loại tầm thường mà. Không biết cô ta là ai, nhưng để bị em bắt gặp, em sẽ nhổ hết tóc của cô ta, cho cô ta thành đầu trọc luôn đó. Cuộc chiến đã bắt đầu rồi đó. Cho tôi được, cho tôi một cái. Một cái nữa. Đây cảm ơn nhiều nha. Một cái nữa. Bán cho tôi một cái chứ. Dạ, xin chào. Một cái sao? Dạ, có liền. Con à, con thấy mùi vị bánh thế nào? Ngon lắm bà ơi. Vậy à, cái cậu đằng kia đã từng là đầu bếp làm ở khách sạn Gu Song. Kỹ thuật làm bánh của cậu ấy là số 1 luôn đó. Hóa ra là con trai bà. Đúng vậy, nó là con bà. Nếu con gặp bạn bè thì con hãy quảng cáo giúp bà là đồ ăn ở đây rất ngon nha con. Dạ, con sẽ quảng cáo thật nhiều cho ạ. Vợ chồng cậu Trôi buôn bán có tốt không bà? Phản ứng của những khách mua bánh rất tốt. Mắc rê à, hôm nay là ngày giỗ ba của bà đó. Trời đất, sao ông vẫn nhớ được ngày giỗ của ba tôi hay vậy? Đã nói rồi mà, trong suốt 50 năm tôi chưa từng bao giờ quên được bà. Ồn ào quá, mới sang đã nói linh tinh. Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ. Sao vậy? Lớn chuyện rồi mẹ ơi. Là chuyện gì? Phòng số 6, đã qua đêm ở ngoài đó. Đêm qua, nó không về à? Dạ, cô ấy chỉ nói là đi cắm trại với bạn trai mà thôi. Nhưng rõ ràng là hai người họ đã qua đêm với nhau mà. Không phải là chuyện tầm thường chút nào đâu. Mẹ nhất định phải mắng cô ấy thật dữ mới uống nắng được thói quen xấu đó. Nếu cứ như vậy sẽ lớn chuyện đó mẹ. Mấy chục tuổi đầu rồi mà lớn chuyện gì? Mẹ à, không phải như vậy đâu mà. Mới gặp nhau được bao lâu mà đã qua đêm rồi chứ. Bộ con gái được quyền như vậy hay sao chứ? Vậy con trai được quyền làm vậy sao? Con gái không được vô tội vạ, nhưng con trai lại được như vậy hả? Tại sao bà liếc xéo tôi vậy hả mắt trì ơi? Giờ là thời buổi nào còn nói mấy lời đó nữa. Con lo chuyện của mình đi. Wow, mẹ à, con không biết là mẹ lại cư xử như vậy đó. Bình thường cô ấy bị gãy chân là mẹ đã làm màn mỹ lên rồi. Sao lần này mẹ lại phản ứng ung dung như vậy chứ? Chà,
có đúng không chú? Nhìn gì chứ thằng nhóc này, vì con mà lúc nãy chú cũng bị mắng lầy lù đó. Tại sao mọi người lại có thể bình thản như vậy được chứ? Sao mọi người lại khoanh tay đứng nhìn như vậy hả? À, em xin lỗi. Chắc hôm qua vì trong chừng Doanh Mu nên là anh không ngủ ngon đúng không? Không đâu, Doanh Mu không có tỉnh giấc nên anh ngủ rất ngon. Nhưng mà tối hôm qua có chuyện gì mà em lại uống nhiều vậy? Ở công ty của em xảy ra chuyện gì sao? Không phải, vì lâu rồi mới uống rượu lại nên là em say rất nhanh thôi mà. Nhưng mà sao em lại về được nhà vậy? Là giám đốc Nahechun đã đưa em về đó. Giám đốc hả? Ủa, kỳ vậy ta? Hôm qua anh ấy đâu có ở tiệc liên quan đâu. Ủa chê à? Ủa, mẹ Doanh Mu đây rồi.